Apple sẽ theo dõi ảnh trên smartphone của người dùng. Thị trưởng San Francisco đồng ý trả 23.000 đô la tiền phạt vì vi phạm đạo đức. Một sáng kiến của Mỹ đang khiến Trung Quốc tức tối, triệu lộc kiên rủa chắc chắn sẽ thất bại. Phụ huynh Trung Quốc kiện chính quyền địa phương bắt học sinh tiêm chủng nếu không sẽ không được nhập học. Cơn bão thứ hai liên tiếp quay đầu tránh Đài Loan, đổ bộ vào Quảng Đông và Phúc Kiến. Quý vị đang theo dõi mục tin Thế giới trưa ngày 6 tháng 8 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Apple sẽ theo dõi ảnh trên smartphone của người dùng. Apple tạo ra hệ thống theo dõi nội dung ảnh của người dùng iPhone. Thông tin đã được công bố trên Twitter bởi chuyên gia bảo mật Masu Green, trợ lý giáo sư tại Viện Bảo mật Thông tin Johns Hopkins. Hệ thống do Apple phát triển sẽ có thể phát hiện các bức ảnh bất hợp pháp trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS. Công nghệ này hoạt động trên cơ sở hash function, quét các bức ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của cơ quan đặc vụ. Một lý do có thể đưa ra quyết định gây tranh cãi này là Apple mong muốn chống nạn lạm dụng trẻ em. Hiện tại công ty vẫn chưa xác nhận sự đổi mới này. Bản thân chuyên gia bảo mật Matthew Green cho rằng ý tưởng này không thành công cho lắm. Một hệ thống như vậy có thể trở thành cơ sở theo dõi lưu lượng dữ liệu được gửi và nhận từ điện thoại. Thị trưởng San Francisco đồng ý trả 23.000 đô la tiền phạt vì vi phạm đạo đức. Thị trưởng thành phố San Francisco, London Bridge của Đảng dân chủ tiểu bang Thừa nhận trong các tài liệu được tiết lộ vào thứ ba, ngày 3 tháng 8, rằng bà đã vi phạm đạo đức khi còn đương chức và đồng ý nộp phạt. Theo San Francisco Examiner, bà Brett cho biết đồng ý với khoản tiền phạt 22.792 đô la sau nhiều cuộc thảo luận giữa văn phòng của bà và Ủy ban Đạo đức của thành phố. Khoản tiền phạt được cho là xuất phát từ 4 hành vi vi phạm của bà khi còn đương chức thị trưởng và giám sát viên quận 5 Hai vi phạm đã xảy ra vào năm 2015 khi Brett với tư cách là người giám sát bị cáo buộc đã nhận và không tiết lộ các khoản đóng góp của chiến dịch liên quan đến cuộc diễu hành San Francisco Pride vượt quá giới hạn pháp lý. Lần vi phạm thứ hai diễn ra vào năm 2018 khi Brett yêu cầu cựu thống đốc Jerry Brown giảm án tù cho anh trai bà một vấn đề cá nhân nhưng lại sử dụng giấy có tiêu đề với chức danh thị trưởng trên đó. Một vi phạm khác đã xảy ra vào năm 2019 khi Breed không tiết lộ quà tặng từ cựu giám đốc công trình công cộng San Francisco, Mohamed Duru, một cấp dưới của bà. Thị trưởng thuộc Đảng Dân chủ cho biết bà sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm đạo đức của mình. Đã có những sai lầm xảy ra và Breed nói trong một cuộc họp hôm thứ ba: "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lầm đó và tôi đã học được rất nhiều điều kể từ khi trở thành thị trưởng đương nhiệm." Tôi đã phối hợp với Ủy ban đạo đức để đi đến giải pháp được đề xuất này. Tôi tin rằng nó là công bằng và tôi hy vọng nó có thể được các ủy viên chấp thuận. Mặc dù không có quy định nào ở đây có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc ra quyết định của tôi với tư cách là thị trưởng, điều quan trọng là tôi phải làm gương và chịu trách nhiệm về hành động của mình, bà nói. Khoản tiền phạt vẫn cần được sự chấp thuận của Ủy ban đạo đức San Francisco. Ủy ban sẽ quyết định vào cuộc họp tiếp theo vào ngày 13 tháng 8. Một sáng kiến của Mỹ đang khiến Trung Quốc tức tối. Triệu lập kiên rủa chắc chắn sẽ thất bại. Sáng kiến của Hoa Kỳ về một hiệp định thương mại kỹ thuật số nhằm thắt chặt mối quan hệ với các nền kinh tế châu Á hiện đang đối mặt với một kết quả không chắc chắn khi một số quốc gia trong khu vực lo ngại sáng kiến này sẽ kích động một sự đối đầu với Trung Quốc. Quốc gia vốn coi thỏa thuận này là một lỗ lực của Hoa Kỳ nhằm lôi kéo các thành viên chống lại Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ám chỉ sáng kiến này của chính quyền ông Biden trong hội nghị thượng đỉnh khu vực vào tháng trước. Các quốc gia nên làm việc vì một môi trường kinh doanh kỹ thuật số cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử, ông Tập nói trong một bài phát biểu được ghi âm trước tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo từ khối hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương gồm 21 thành viên vào ngày 16 tháng 7. Ông nói, đối đầu và chia rẽ sẽ chỉ dẫn đến ngõ cụt. Đề xuất của Washington bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia từ châu Đại Dương và Đông Nam Á tham gia trong một hiệp ước nhằm đảm bảo trao đổi thông tin kỹ thuật số tự do. Điều đáng chú ý là Trung Quốc không nằm trong danh sách này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, ngày 13 tháng 7 gọi ý tưởng này là một âm mưu nhằm chống lại Trung Quốc, ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc và cản trở sự phát triển chung của các nước trong khu vực. Ông Triệu nói rằng một kế hoạch như vậy chắc chắn sẽ thất bại. Một số người đã mong đợi Tổng thống Joe Biden giải thích ý tưởng này tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC vào ngày 16 tháng 7, nhưng ông đã không đề cập đến nội dung này. Mục tiêu kinh tế của sáng kiến này là phát triển các quy tắc cho lĩnh vực kỹ thuật số, bao gồm các lĩnh vực như luồng dữ liệu xuyên biên giới, bảo vệ quyền riêng tư và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận sẽ tạo nên nền tảng cho một không gian kỹ thuật số cho phép các công ty hoạt động trơn tru hơn. Ngoài ra, sáng kiến này còn có tác dụng tập hợp các quốc gia cùng chí hướng đứng lên chống lại chế độ Bắc Kinh. Một thỏa thuận về tự do thương mại kỹ thuật số đương nhiên sẽ khiến Trung Quốc bị cô lập, nơi mà nhà nước kiểm soát gắt gao dữ liệu người dùng và hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Washington có thể đưa các quốc gia khác vào hiệp định ở mức độ nào thì vẫn còn phải quan sát. Những người theo chân Mỹ nên lường trước sức ép từ Trung Quốc. Một quan chức thương mại Nhật Bản cho biết, Nhật Bản và Australia sẽ tích cực hỗ trợ, nhưng Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á có thể sẽ giữ thái độ quan sát. Phụ huynh Trung Quốc kiện chính quyền địa phương bắt học sinh tiêm chủng nếu không sẽ không được nhập học. Các chủng đột biến Delta đã lan rộng khắp Trung Quốc đại lục và một làn sóng cưỡng bức tiêm vaccine trong các trường học đã gây ra phản ứng dữ dội từ các bậc phụ huynh nước này. Cách đây vài ngày, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ra thông báo tuyên bố rằng việc tiêm chủng là dựa trên sự tự nguyện. Tuy nhiên, người dân ở nhiều tỉnh nói rằng các nhà chức trách đã lật ngược tình hình và các trường học vẫn phải tiêm chủng bắt buộc, nói rằng đó là một nhiệm vụ chính trị. Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành thông báo khẩn cấp vào ngày 30 tháng 7, yêu cầu các sở giáo dục địa phương kích hoạt ngay cơ chế ứng phó với dịch bệnh. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc thông báo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh của hệ thống giáo dục trong kỳ nghỉ hè năm 2021 để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao. Thông báo cũng yêu cầu các sở giáo dục địa phương phải bảo đảm quảng bá việc tiêm chủng vaccine COVID-19, nâng cao nhận thức và hiểu biết của phụ huynh về việc tiêm chủng, đồng thời cung cấp cho người giám hộ và học sinh kiến thức, chỉ tiêm dưới sự đồng ý và tự nguyện của các học sinh đủ điều kiện dưới 18 tuổi. Các phương tiện truyền thông trung ương bao gồm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng, Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật Báo, CCTV News, China News Network và các phương tiện truyền thông đảng cấp trung ương khác cũng đã ban hành các văn bản nhấn mạnh việc cấm bắt buộc tiêm chủng. Đồng thời, Ủy ban Y tế cũng tuyên truyền một lần nữa rằng tiêm chủng theo nguyên tắc tự nguyện, tiêm chủng bắt buộc là vi phạm nguyên tắc pháp quyền. Tuy nhiên, nhiều người ở Trung Quốc đại lục đã tiết lộ rằng chính quyền nói một đằng là một nẻo, rõ ràng nhấn mạnh việc tiêm chủng tự nguyện nhưng trên thực tế vẫn là tiêm chủng bắt buộc. Ông Vương, một người dân tỉnh Giang Tây nói với phóng viên Epoch Times trường học ở huyện Lịch Viễn, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đã thông báo khẩn cấp rằng học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi từ 15 đến 17 phải được tiêm phòng từ ngày 13 đến ngày 8 tháng 8 và giáo viên, hiệu trưởng phải gửi thông báo thường xuyên đôn đốc học sinh đi tiêm chủng, thực hiện tiêm chủng là nhiệm vụ chính trị của học sinh. Theo ảnh chụp màn hình nhóm WeChat do ông Vương cung cấp, một số phụ huynh phản hồi thông báo cho rằng con họ kiên quyết không tiêm, nhưng nếu không tiêm đồng nghĩa với việc con họ không được nhập học. Đồng thời, bà Trương ở Hà Nam cũng nói với phóng viên rằng bà đã báo cáo với chính quyền rằng trường trung học cơ sở Bộc Dương ở tỉnh Hà Nam ép học sinh tiêm phòng. Bà Trương nói rằng nhiều người lớn đã được tiêm vaccine này nhưng phản hồi rất tệ và nhiều vấn đề nảy sinh. Nhưng thành phố Bộc Dương bắt tất cả học sinh cấp 2 cũng phải tiêm phòng. Bà Trương đặt câu hỏi ai có thể chịu trách nhiệm này nếu sự cố xảy ra. Nguyên tắc tự nguyện do cơ quan chức năng quy định, vậy bây giờ lại đang liên kết việc tiêm chủng với việc tuyển sinh. Là một trường học, các vị có tư cách gì để tham gia vào công tác y tế. Do đó, bà Trương đã yêu cầu Bộ phải quy trách nhiệm cho nhà trường. Trên thực tế, ngay từ cuối tháng 3, các chính quyền các địa phương khắp Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng các biện pháp cưỡng chế để buộc người dân phải tiêm chủng. Và những người từ chối tiêm chủng không được phép đi làm hoặc ra vào những nơi công cộng như các cộng đồng, siêu thị và chợ rau. Chính quyền địa phương cũng khuyến khích người dân tiêm phòng bằng cách gửi trứng và các nhu yếu phẩm hàng ngày cũng như trợ cấp tiền. Cơn bão thứ hai liên tiếp quay đầu tránh Đài Loan đổ bộ vào Quảng Đông và Phúc Kiến. Bão Lô Bích (hay tên quốc tế là Lubi) đã đổ bộ vào sán đầu Quảng Đông vào ngày 5 tháng 8 và đổ bộ vào Phúc Kiến vào buổi chiều cùng ngày. Các khu vực liên quan đã gặp phải gió mạnh, mưa lớn và nhiều nơi đã ngập lụt. Đường đi của Lô Bích giống như bản sao của cơn bão pháo hoa, nó cũng bất ngờ rẽ ngoặt khi đến gần Đài Loan rồi đổ bộ vào Đại Lục. Phát sinh từ vùng áp thấp nhiệt đới ven biển Quảng Đông vào ngày 4 tháng 8 đã hình thành bão Lubic. Lúc đó khoảng cách với Đài Loan là rất gần. Cục khí tượng Đài Loan đã đưa ra cảnh báo bão ngoài khơi vào 5 giờ 30 phút sáng ngày mùng 5. Nhưng trong vòng 24 giờ tiếp theo, Lô Bích đã quay đầu đi theo hướng Bắc, tránh Đài Loan. 11 giờ 20 phút sáng ngày mùng 5, Lô Bích đổ bộ vào huyện Nam Úc, Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Sức gió tối đa ở vùng gần tâm là cấp 9, tương đương với sức gió 23 m trên dây. Đây cũng là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Sán Đầu trong vòng 7 năm qua. Vào lúc 4 giờ 50 chiều ngày hôm đó, Lô Bích lại đổ bộ vào huyện Đông Sơn, thành phố Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Sức gió tối đa gần tâm là cấp 8 khi nó đổ bộ, tương đương với tốc độ gió 18 m trên giây. Mạng thời tiết Trung Quốc ngày 5 tháng 8 đưa tin kể từ khi bão lô bích hình thành, đường đi của nó tương đối hiếm gặp. Điều tương tự cũng xảy ra với cơn bão pháo hoa vào tháng trước. Pháo hoa nâng cấp thành bão nhiệt đới vào ngày 18 tháng 7, sau đó tiến dần đến Đài Loan. Cục khí tượng của nước này đã dự báo nó có thể đổ bộ vào vùng đông bắc Đài Loan. Tuy nhiên, vào khoảng ngày 23 tháng 7, đường đi của pháo hoa đã lệch rất nhiều về phía bắc, gần như bẻ một góc vuông, di chuyển ra khỏi Đài Loan và tăng tốc về phía đại lục. Nó đổ bộ xuống quận Phổ Đà, thành phố Chu Sơn vào ngày 25 và lưu lại rất lâu vào ngày 26 tháng 7, sau đó đã hạ cánh ở Bình Hồ, Chiết Giang. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông đại lục, Lô Bích sẽ còn ở trên bờ biển Hoa Nam trong một thời gian dài. Gió mạnh và mưa lớn sẽ xảy ra ở Quảng Đông, Phúc Kiến và Chiết Giang. Tại quận La Hồ, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, vào tối ngày 4, lượng mưa tích lũy đạt hơn 50mm trong 3 giờ, với gió mạnh cục bộ khoảng cấp 7 và lượng mưa tích lũy tối đa là 109,6 mm. Đây là lượng mưa lớn nhất đã xảy ra tại hồ chứa Thâm Quyến ở quận La Hồ. Chính phủ hiện chưa cho biết liệu việc xả lũ có được thực hiện hay không. Theo tiêu chuẩn của cục khí tượng đại lục, lượng mưa hơn 50 mm trong vòng 24 giờ được coi là mưa xối xả. Có một đoạn video trực tuyến do người dân ở Thâm Quyến quay trong trận mưa lớn, cho thấy đường phố ở một số nơi Thâm Quyến vào tối ngày mùng 4 khiến một lượng lớn phương tiện bị ngập, nhiều người bỏ xe tháo chạy. Tuy nhiên vẫn chưa rõ có thương vong hay không. Trong 24 giờ sau 8 giờ ngày 3 tháng 8, lượng mưa trung bình của 177 ngôi làng và thị trấn ở Chiết Giang đã vượt quá 50 mm, 30 trong số đó vượt quá 100 mm. Tại 11 quận thành phố và huyện của tỉnh Phúc Kiến, lượng mưa vượt quá 100 mm trong vòng 9 giờ và lũ lụt đã xảy ra. Thành phố Hạ Môn dự kiến lượng mưa trong 3 ngày tới sẽ đạt từ 180 đến 250 mm, cá biệt một số nơi vượt quá 300 mm. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Lô bích. các trường học và nhiều công sở đã tạm nghỉ ở các khu vực liên quan của đất liền. Một số chuyến tàu và chuyến bay cũng đã bị đình chỉ, đồng thời 33.000 người ở tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán. Ngoài ra, hồ chứa Liên Hoa ở Hạ Môn, Phúc Kiến đã xả lũ lúc 15 giờ ngày 4 tháng 8. Hồ chứa lớn nhất ở Thái Châu, Chiết Giang, hồ chứa Trường Đàm đã xả lũ lúc 15 giờ ngày 5. Thưa quý vị, mục tin Thế giới trưa của DKN TV đến đây tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo